again. So let's go. Hôm nay cái con SH160 phiên bản cây cao cấp mới nhất đã về tới cửa hàng nha. Thì hôm nay nó về được màu trắng đen và màu đỏ đen ở cái phiên bản cao cấp 160 này, được trang bị thắng ABS luôn nha. Đó, thì thay đổi lần này thì Honda họ sẽ phối màu lại nhìn nó bắt mắt hơn, đó là màu trắng đen, mặt nạ đen, ốp đầu đen kèm theo vẻ phía sau nè các bạn. Nhưng mà đặc biệt cái màu này là màu đen bóng thì thành ra mình rất là dễ lau chùi đó, và cái màu nó cũng bền hơn là màu đen nhám luôn nha. Thì lần ra mắt lần này thì Honda họ sẽ phối màu lại nhìn bắt mắt hơn nè. Rồi động cơ cũng là ESP cộng, có khóa Smart Key. Đó, những cái tính năng rất là hiện đại trên trang bị, được trang bị trên cái dòng xe SH lớn này. Và đặc biệt cái giá hôm nay tháng 10 thì nó đã rất là tốt luôn. Ở phân khúc 125 tháng thường hôm nay nó khoảng 79-80 triệu thôi. Còn đối với trang bị thắng ABS thì nó khoảng 88-89 triệu. Riêng đối với cái bản 160 trang bị thắng ABS này, hôm nay nó có giá khoảng 114-115 triệu luôn nha. Rồi thì xe này hôm nay nó được về đến cửa hàng mới vừa về tới luôn. Giờ mình vô kho mình lau chùi, thế này mới về thì ra nó hơi bụi bẩn ha. Đó, anh chị nào đang ở Trà Vinh đang thích màu đỏ đen hay là màu trắng đen bản mới, màu xám xi măng, màu đen nhám, Hiếu đang có đủ luôn. Và giá nó đang dưới 118 triệu. Đó, tất cả các phiên bản từ phiên bản cao nhất cho đến phiên bản thấp nhất đều có sẵn tại hết. Đó, giao diện đèn LED rất là đẹp luôn. Máy thì rất là êm, rất là mạnh mẽ luôn nha, 160 phân khối. Đó, màu cực kỳ tuyệt vời. Cái con này anh chị nào về mình thích cái mâm đen á, mình đi sơn lại với cái phuộc nữa là hết bài luôn nha. Đó. Rồi SH160 có đầy đủ các màu sắc. Rồi anh chị nào thích SH này cứ để lại số điện thoại hoặc là ghé trực tiếp hết thành Hiếu ha, hoặc liên hệ Hiếu để Hiếu hỗ trợ cho mình cái giá tốt nhất thị trường. Rồi clip cũng kết thúc tại đây và hẹn các anh chị lại clip sau nha. Rồi Hiếu cảm ơn mọi người.